Hai vị thử nghĩ xem, một vị thì đi xe thồ, còn một vị thì đi mua đồng nát, tức là mua ni lông, mua vỏ chai, nói chung là mua rác. Vậy thì hai vị một ngày được mấy nghìn, một tháng được bao nhiêu? Bây giờ bỗng dưng mỗi tháng có thêm 100.000 mà không phải làm lụng vất vả. Này, miếng ngon đến tận miệng rồi mà còn không biết giữ để tuột khỏi tay hả? Chỉ tại cô thôi, đúng là đồ đàn bà tham lam. Nhưng chính anh cũng đồng ý đòi tăng giá cơ mà. Anh cũng tham, khác gì tôi? Thì tại cô đòi nên tôi phải đồng ý, chứ tôi không muốn đâu nhá. Dạ, thưa anh ạ, đối với em 100.000 là quý giá lắm rồi đấy ạ. Sao nữa? Em đâu dám đòi thêm, chẳng qua con vợ em nó tham lam, nó xui em chứ. Này, đừng có đổ tội lỗi cho tôi nhá. Thôi, hai ông bà không phải cãi nhau, đằng nào thì sếp tôi cũng không đồng ý rồi. Dạ, sếp ạ. Dạ. Dạ vâng. Này, anh thử ra nghe xem, khéo họ lại đồng ý thuê nhà nhà mình rồi đấy. Dạ. Như thế là thế nào hả sếp? Sếp bảo là đi thuê ở chỗ khác, bây giờ lại đồng ý thế là sao ạ? Thấy chưa? Dạ. Vâng. Ê, dạ vâng ạ. 150, chứ 200 cũng phải đồng ý ạ. Dạ. Thấy chưa? Cứ nghe tôi là được thôi mà. Dạ vâng. Báo cáo sếp, dạ em hiểu ạ. Sợ bác xỉu nhận ra. Vâng, dù có 200 hoặc hơn thế nữa vẫn phải chiều ạ. Dạ vâng, vâng. Dạ chào sếp ạ. Rồi ôi, thấy chưa? Đấy, sếp của tôi vừa ấy nói chuyện với tôi là trả cho anh chị 120. Này, 150 chứ ạ. Khoan đã, sếp của tôi nói là thương anh chị vất vả mà phải nuôi ba con nhỏ. 4 chứ ạ. Thì 4, nhưng mà nói chung là cũng chỉ 120 thôi. Không, rất khoát 150 chứ bác. 120. Này, 120 là được 4 yến gạo mục tuyền đấy, suy nghĩ kỹ đi. Không lôi thôi, giết cứ 150. Vâng, 120. 150 là 150. Thôi được rồi, thế này, cưa đôi, 130 nhá. Không nói nhiều đâu, chốt hạ đấy. Đồng ý chưa? Vâng, thôi thế cũng được. Ừ. Stop. À, bây giờ tôi nói với ông thế này nhá. Yeah. Sếp là bảo tiền diễn viên ấy của cái vở này này là được 3 triệu. Mà tôi thì tôi đóng vai dài, dài hơi, cho nên là tôi 2 triệu ông 1 triệu nhá. Xin lỗi ông nhá. Ừ. Ôi giời ơi, vai của tôi nhá, có tính cách nhá, có số phận nhá, có chiều sâu nhá. Xin lỗi ông nhá, vai của tôi có tên trong program nhá. Trời này, con hóa trang cả dâu này. Dâu bằng lông ngựa. Lông ngựa cái gì? Tôi mới xứng đáng được 2 triệu, còn ông chỉ 1 triệu thôi. Tôi 2 triệu, ông 1 triệu. Xin lỗi ông đi, tôi 2 triệu, ông 1 triệu. Này, cái vai của ông đóng dễ không? Dễ không, ông có giỏi không vào ông đóng vai tôi đi. Này, cái vai của tôi nhá, nó không có đất diễn, mà tôi diễn được. Thế nó mới xứng đáng là 2 triệu. Thì không phải nói nhiều, tôi 2 triệu, ông 1 triệu. Tôi 2 triệu, ông 1... Dạ, em chào hai anh ạ. Xin chào. Xin chào. Dạ, báo cáo anh. Em đang bàn với anh kỹ sư đây về chuyện kiến trúc ngôi nhà. Ta nên kết hợp các trường phái như cô man Gothic, rồi củ hành Bát Úc, kết hợp với các khuynh hướng phương Đông như là Phật giáo, Nho giáo và Thiên Chúa giáo. Thôi được rồi, chuyện đấy bàn sau. Dạ. Bây giờ tôi xin giới thiệu với anh, đây là ông anh họ tôi, chủ đầu tư. Bây giờ anh trình bày công trình kiến trúc, rồi giá cả chọn gói của công trình thế nào để chủ đầu tư xem xét và chủ chi. Rồi. Anh hiểu ý tôi chứ? Rồi, hiểu rồi.
Cậu Bằng ơi, tôi thấy cái ông chủ đầu tư kiến trúc sư này mà quen quen lắm, nhất là giọng nói, dáng dấp lại rất quen. Chắc là anh nhầm thế nào ấy chứ, làm sao mà anh quen anh này được? Dạ. Anh kiến trúc sư này thì không thể nào quen anh được. Dạ vâng, đúng ạ, vì anh này là đến đây là lần đầu tiên ạ. Tôi chưa quen ông bao giờ nhé. Dạ. Tôi cũng chẳng gặp ông bao giờ nhé. Thì tôi có nói là tôi quen anh đâu. Chẳng qua là tôi thấy quen quen, nhầm một tí có sao đâu nhở? Rồi, nhầm một tí không sao cả. Không sao. Ông chủ đầu tư kiến trúc sư ơi, thế bây giờ ông định thế nào? Xây theo kiểu gì? Giá cả bao nhiêu có cho tôi biết trước được không? Rồi đây, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn 5 phương án rồi. Ông chọn đi. Này, đây nhá, đây là kiến trúc gô loa này, đây là kiến trúc Gothic này, đây là kiến trúc bát úp này, đây là kiến trúc con sò hành tây. Đấy, ông muốn chọn cái nào thì ông chọn. Ra đi, ra mà nói cho ông đi. Khổ quá, tôi ngại lắm. Cô ra đi. Ngại gì mà ngại. Ôi giời ơi, sao mà anh nhát thế. Này, để cho họ ăn chặn ngay vào mũi mà chịu được à. Ôi giời, tôi mà là đàn ông á thì tôi không nhát như anh đâu. Thôi được, tôi ra vậy. Thế nhưng mà có nhớ mặt ông ấy không? Dạ ôi, cái đầu ông hói bóng, quên thế nào được. Ra đi. Để người ta từ từ đã nào. Ra đi. Đây là kiến trúc mang phong cách phương Đông theo kiểu cung đình có tính chất tôn giáo. Còn đây là kiến trúc Ấn Độ theo kiểu bát úp có hình chóp. Đây. Hả? Bát úp đâu mà tôi không thấy? Bát úp đây. Dạ sếp ạ, em trình bày với sếp như thế này. Sếp cho vai diễn của bọn em là 3 triệu. Nhưng mà không thằng nào chịu lấy 1 triệu cả. Thằng nào cũng đòi 2 triệu. Mà nó, thằng Quang, nó lại bảo là vai của nó có tính cách, có nội tâm, rồi là phải hóa trang. Nhưng mà vai của em ấy thì lại dài hơi hơn, rất khó diễn. Cho nên sếp phải quyết định. Dạ sếp quyết định cho em 2 triệu chứ ạ. Thôi được rồi, để cho công bằng. Dạ. Tạm ứng mỗi cậu 500. 500 thôi ạ. Dạ thế thì em bồi dưỡng rẻ thế em không đóng nữa đâu. Cậu có muốn giảm biên chế không? Dạ không. Dạ thưa sếp, dạ thế bây giờ có thể ký tạm ứng luôn được không ạ? Đã xong vai diễn đâu. Dạ. Đến mai. Quái, tôi chả nhìn thấy cái bát úp đâu cả anh ạ. Ui giời ơi, bố xem ngược rồi còn đâu. Đây. Chả bát úp là cái gì đây? Tôi nhìn như cái ao ấy. Cái ao? Đây là mặt cắt. Bố nhìn thế này thì nó ra cái ao. Nhưng mà khi nhìn mặt chiếu thì nó cái bát nó chả phồng lên, nó làm thành cái bát úp là cái gì? Nó phồng lên à? Chứ sao nữa. Anh ạ. Bác. Bác hoái đấy rồi. Dạ, hôm qua bác và anh có dâu đến thuê nhà em phải không ạ? Ai thuê nhà nhà anh? Vơ vẩn. Thôi đi đi, để cho người ta làm việc. Kìa anh, để em nói với bác một câu rồi em đi ngay thôi mà. Bác và anh có dâu đến thuê nhà em ngày hôm qua. Nhưng mà sáng nay là chỉ mình anh có dâu đến thôi ạ. Tôi không hiểu. Này, anh có nhầm không đây? Bác cứ đùa, tráng bát hói này em quên thế nào được ạ? Cái nhà này là cái nhà... Nhà ai? Nhà tôi chứ nhà ai? Các bác thuê nhà tôi. Thế rồi các bác yêu cầu vợ chồng tôi là ban ngày không có mặt, tối mới được về. Chính bác và anh có dâu đã mặc cả trả vợ chồng tôi 100 ngàn. Thì hôm nay cái anh có dâu đến, tôi yêu cầu là trả thêm 30 ngàn nữa. Vị chi là 130 ngàn. Bởi vì bác ạ, vợ chồng em đi ra ngoài đường vất vả lắm, tốn kém lắm bác ạ. Lúc đầu bác không đồng ý, sau đó bác đồng ý là gì? Thế anh có thắc mắc điểm gì nữa nào? Vâng. Em tố cáo ạ. Vâng, báo cáo với bác là cái anh có dâu ấy, anh ấy báo cáo với bác là vợ chồng em đòi 150. Bác đồng ý. Thế nhưng mà thực tế là cái anh có dâu anh chỉ giả vợ chồng nhà em có 130.000 thôi. 130 thôi. Như vậy là anh ấy đã ăn chặn 20.000. Mà 20.000 đối với vợ chồng nhà em là to lắm đấy chứ lì. Vâng. Và bác là sếp của anh có dâu, có phải không ạ? Vâng. Thế bác đồng ý là 150 rồi mà anh ấy chỉ giả vợ chồng em có 130. Bác bảo thế có được không? Này, bác ạ.
anh chị đã thỏa thuận với tôi là 130. Thì cứ biết thế thì cứ nói nhiều mà. Này đây nhá, sếp của anh vừa nói với vợ chồng nhà em là 150. Đấy là chuyện của tôi với sếp. Không, cứ 150 xì ra. 150 thì ra là chị nghe trộm. Rồi anh nha, anh là cái đồ ăn chặn. Này, chị nghe trộm nhá. Này, ăn chặn, ăn chặn. Ông hỏi à? Ủa? Thì hai ông hỏi, thì ông nào thuê nhà của nhà em? Chú Bằng, chú bày ra cái trò này phải không? Hai thằng này.